Với cái tỷ số này thì rõ ràng là không hài lòng. Chúng tôi có thể trận tốt ngay từ đầu, và những cái lỗi này thì nếu mà những cái lỗi như thế thì rất là khó cho đội, nhất là cái vỏ đá hỏng của biển. Với cái sân cấp, với cái sự mà các cầu thủ trẻ bên Sông Lam họ chơi rất là nhiều, rất là tốt, và chúng tôi không thực hiện được cái việc chúng tôi muốn thì thất bại đương nhiên. Những trường hợp mà yếu kém trọng tài phát hiện lỗi, phải mạnh dạn phát hiện lỗi và mạnh dạn trong những tình huống có thể nói. Với bóng đá bây giờ việc bảo vệ cầu thủ hoặc như là cái cách chơi hay play càng quan trọng hơn thì những cái lỗi đấy càng phải trọng tài cũng phải là bản lĩnh hơn. Khi chiến thắng thì đó là niềm vui đó. Và khi đội nhất là được chiến thắng cái đội mạnh mà đội nhất là đội Hà Nội TVT thì cầu thủ là cũng rất vui. Nếu mà Abuoka mà hợp càng ngày càng hợp với lối chơi của đội thì chúng tôi có thể là ký thêm và cũng có thể là tìm cái đó, thì cái đó thì sau khi giai đoạn 1 thì chúng tôi sẽ tính. Trận thương của ông Thịnh thì cũng bị rách ở phần trên trán ạ, nhưng mà Hoàng Thịnh khi xong thì ấy Hoàng Thịnh muốn thi đấu đó, thì cũng chắc là cũng không nghiêm trọng lắm. Hồ Tồn Tại thì ở trên sân thì ngoài cái sự tích cực đây là mẫu tiền đạo mà chúng tôi là cần và sẽ tạo điều kiện cho em được thi đấu nhiều để dần dần em thích nghi với những môi trường V-League. Ngoài những cổ động viên, nhất là cái tiếng kèn á, thì chỉ có thổi bài dần dần và thương, đó là những cái gì khích lệ các cầu thủ đó, có thể để họ tự tin và mạnh mẽ hơn, và những cái gì mà truyền thống để họ thi đấu trên sân. Đó.